đây là cái chỗ công cộng mà các ông lại cấm người dân đứng ở đường. Đây là xung quanh khu vực bảo vệ trên tòa. Bảo vệ trên tòa cái gì? Cách cách 100 mét này, cái tòa nó ở cách 100 mét. Cách 100 mét mà các ông này còn đuổi người dân. Con để cái đi lên lại xuống không? Cái hành lang này chúng tôi ngồi các ông không có quyền cấm chúng tôi. Cái vỉa hè này chúng tôi đóng thuế mới có tiền cái lát cái gạch này mới làm cái vỉa hè này, các ông để cấm chúng tôi. Di chuyển đi đâu? Di chuyển thế nào? Chúng tôi vừa đứng ở trên kia, các ông đuổi chúng tôi. Các ông cứ đuổi đi đuổi lại thế. Chúng tôi vừa đứng ở trên kia, các ông lại đuổi chúng đây, này còn gì nữa? Chúng tôi vào quán cà phê, các ông đuổi ra. Sao các ông lại làm ăn làm việc trái pháp luật đấy? 20 triệu, cả đời nhà tôi mới quá. Con này mưu dở, cả đời nhà tôi làm sao được 30 triệu, 180 triệu làm sao được để đóng cho các ông. Đây trả ảnh hưởng cho cả nên làm cái hành lang của tôi. Đây là cái áo của ông ấy cũng là tiền thuế của chúng tôi đấy nhá. Cái áo cái mũ của ông là tiền thuế của chúng tôi đấy. Các ông có quyền gì các ông đuổi dân? Phiên tòa xét xử lén lút thế này. Các ông mở phiên tòa là các ông xét xử công khai mà tại sao các ông lại ngăn cản người dân? Ăn không nổi mà. Bây giờ là các anh đang làm trái pháp luật đấy. Chúng tôi đang đứng ở đây, con dẫn điều nào luật nào nó chứng minh là chúng tôi ngồi ở đây là chúng tôi vi phạm đi mà không đuổi chúng tôi. Quy định nào mà cấm chúng tôi? Quanh như tòa, các ông cấm từ ngoài đường này vào, các ông quanh như tòa cái gì, khu vực cái gì mà khu vực? Người ta làm ồn thôi thì các ông phải cấm. Dân người ta ngồi im như này, các ông cấm đuổi thế nào? Ngồi im chả hành động gì chả. Người ta ngồi sát ở phiên tòa đấy, các ông đuổi. Ngồi như này, ngồi xa thế này. Mời mọi người đi. Mấy chị này nhá, chúng tôi không giải thích gì cả nhiều, chúng tôi chỉ nói rằng là mời các bác nhá đi ra khỏi khu vực này. Nhá. Tôi cũng bảo là sao đến xong tòa mà tự về các chú không cần đuổi không ra mà. Không phải đây không phải chuyện tòa, chúng tôi không nói gì đến tòa cả. Nhá, chúng tôi chỉ nói rằng ở đây chúng tôi đang làm việc. Chúng tôi làm việc với người việc của chúng tôi, chúng tôi cũng phải giải thích cả. Có khu vực này chúng tôi đã giải thích là nhưng bây giờ bà con ngồi muốn ngồi ở đây, ngồi có thể đi, bây giờ tôi chỉ nói là này, ngồi chỗ khác, bác mời bác đi không, bác dịch lấy kia có rất nhiều bóng cây, còn ở đây khu vực này chúng tôi làm việc, không bác dịch lấy kia có rất nhiều bóng cây, còn ở đây khu vực này chúng tôi làm việc, quán này cũng đuổi ra, quán của đây là quyền của quán, tôi không đuổi bảo, không ai đuổi, tôi về ngồi ở trong quán, không đuổi ra, không ngồi tiếp, tôi đang ngồi sâu ở trong kia, tôi không lên đuổi ra, tôi nói là không có đuổi gì ở đấy nhá, quán là quyền của ta. Chúng tôi không cấm gì các bác đứng ở đây. Nhưng hôm nay tôi giải thích là chúng tôi đang làm việc ở đây, mời các bác đi ra chỗ khác để chúng tôi làm việc. Việc của chú làm thì làm, bác phải hiểu này, vỉa hè là của nhà nước nhưng có những lúc chúng tôi phải trưng dụng để chúng tôi làm việc. Và chúng tôi đã giải thích các bác rồi. Thế ông trưng dụng cái vỉa hè, cái đất đai không trưng dụng hết đúng không? Không, chúng tôi cái việc đó chúng tôi không trình bày với bác được. Chúng tôi chỉ nói là chúng tôi đang làm nhiệm vụ ở đây nhá. Chúng tôi đang làm nhiệm vụ ở đây nhá. Không, chúng tôi có nói là các bác làm gì đâu, sai trái đâu. Nhưng mà chúng tôi đang nói là chúng tôi đang làm nhiệm vụ ở đây. Tôi vừa đứng ở chỗ kia xong công lại đuổi chúng đây. Trái đuổi anh cả. Tôi vừa đứng ở chỗ kia công lại đuổi chúng đây. Bây giờ chúng tôi đi xuống đây công lại đuổi lên trên đấy là thế nào? Chắc công quản như thế nào thế nào?
không xâm phạm quyền con người đấy nhá. Cái quyền tự do đi lại là cái quyền bất khả xâm phạm. Nhưng trong khu vực mà hôm nay khu vực này chúng tôi đã giải thích với anh rất nhiều lần, hôm nay chúng tôi làm việc ở đây. Thì bây giờ tôi hỏi anh, chúng tôi đang đứng ở dưới kia, các ông đuổi xuống đây. Ông hỏi mấy cái ông công an lúc nãy tôi chụp hình ấy. Tất cả khu vực này mời các anh chỗ nào chúng tôi nói rằng chúng tôi đang làm việc thì các anh phải chấp hành. Thế công ông kia ông bảo là chúng tôi việc của chúng tôi phải làm việc đây. Tôi đã nói là hôm nay chúng tôi làm việc ở đây. Mời các bác đi ra chỗ khác, khu vực khác. Chẳng có cái việc gì ở đây cả. Thì mời các mọi người đi ra khu vực khác đi. Các số dân này đi ra chỗ khác đi. Đi mời các bác lên đầu kia, có bóng cây. Nếu không thì chúng tôi có. Đâu rồi, mời cho tôi, giúp tôi đi nhờ. Cảnh sát đâu rồi? Không phải mời, tất cả những người này đi. Vâng, chúng mời lên kia. Không cần phải mời, nói là tấm huyệt chúng tôi rồi. Rồi, rồi. Các ông đừng cứ động chân động tay được người dân chúng tôi đi nhá. Động chân động tay gì nhá. Tôi mời các anh chị đi. Hôm qua bao nhiêu người chúng tôi, hôm kia bao nhiêu người chúng tôi bị đem phì hết tay vì bóng huyệt của các ông đấy. Xâm tí hết cả tay đây này. Đấy, bà này bà hôm qua hôm kia là bà bị đánh bất tỉnh đấy. Bà đánh bất tỉnh đấy. Bất tỉnh là vẫn còn sát. Đấy, tay chân ông cứ động vào người dân là bị bất tỉnh, bị đánh, bị hồn đất ngay. Các ông nghiệp vụ của ông bấm huyệt, các ông sử dụng các chiêu độc võ của võ thuật ra để các ông đánh dân đấy nhá. Mưu mô chiêu, nhiều trò lắm, các ông nhiều, rất nhiều trò. Đối với người dân. Đây, đánh xưng hết cả mặt mày đây. Bỏ, không có trách nhiệm. Và bỏ, nhà tôi không có tiền mà người ta ép, người ta không cho nhà tôi về. Di chuyển không phải chứng minh là chúng tôi, tại sao chúng tôi phải di chuyển? Tôi đã giải thích với anh là chỗ này chúng tôi làm nhiệm vụ rồi. Chẳng có làm việc gì cả. Chúng tôi làm nhiệm vụ. Đấy, chúng là nhiệm vụ là các chú chỉ thay việc tôi coi. Tôi biết mời, xem mời, là nói thẳng đấy, không có luật gì, nhập cổ đâu bảo hết rừng. Quyền tự do đi lại. Quyền tự do đi lại trong khuôn khổ cho phép. Chỗ này chúng tôi đã nói rồi. Hiến pháp Việt Nam. Chúng tôi đã nói rồi. Không có những tôi đứng tôi đã giải thích rồi nhá. Đây là đừng bám vào người tôi. Bà đi. Không lại cứ đuổi người dân. Mời đi đi. Mời các bác đi chuyển đi. Còn nữa không? Vô lý. Đi đi. Các chú ạ. Rất nhiều luật ở Việt Nam, rất nhiều luật, nhưng mà cứ ngồi sổ lên luật. Để đàn áp dân. Đang ngồi trên pháp luật. Vâng phải thôi. Đang ngồi trên pháp luật. Quốc tế người ta biết hết rồi đấy. Không giấu gì được đâu. Không giấu được đâu. Cái hành động này không giấu được đâu. Không giấu mà đàn áp dân nhá. Đánh anh Phùng Lê Dũng thế này, nát cái mặt thế này, đen hết cả ngực thế này. Đánh anh Phùng Lê Dũng, sưng hết cả mặt mày thế này. Các ông cứ lấy bạo lực vào nhà tù ra để các ông trấn áp nhân dân. Lấy bạo lực nhà tù, không khỏe. Lên tòa từng rú, không phải là... Tôi như vậy là nếu ông không văn bản, ông không có văn bản. Sai, ông không có văn bản.
không, xe này mà bắt người. Tôi không nói chuyện sai cái trái, tôi chỉ nói đây là khu vực chúng tôi đang làm việc, mời anh. Đưa cái người ta có bán hàng đây này. Đây, tôi không phải đưa. Còn đây tôi đứng đây nhiều rồi nhá. Dân cũng được giám sát. Điều 23 trong người hiến pháp. Dân cũng được giám sát. Các bạn đi trẻ ạ. Tôi không đàn áp nhá, tôi chưa nói gì một câu nào nặng nhẹ với các bác, tôi không có hành động gì để gọi là đàn áp nhá. Tôi không phải giải thích, tôi không phải bỏ giấy. Chúng tôi giải thích rồi, nhiệm vụ này là các ông đang vi phạm nhân quyền. Cái điều nào luật nào mà cấm người dân được tự do đi lại? Nhân quyền, cái chúng tôi hãy người kia ra đây. Những người ăn mặc thường phục ra đây mà đàn áp tôi chấp nhận luôn. Tôi làm đúng rồi, không có sao gì hết. Cứ việc đàn áp, việc bắt bớ. Tôi làm gì điều gì sai đâu. Vâng, thưa quý vị, là hiện tôi đang ở tại khu vực tòa án của xét xử anh Ba Sàm và Nguyễn Hữu Vinh và Nguyễn Thị Minh Thúy. Thì tôi được biết là em trai tôi đã bị bắt nóng. Khi em trai tôi đang trên một chiếc taxi thì đã bị lực lượng cơ động đã bắt. Hiện tại thì chúng tôi chưa biết là em trai tôi đang ở đâu. Ngoài em trai tôi ra thì còn có ông Nguyễn Hữu Vinh, GB Nguyễn Hữu Vinh cũng đã bị bắt. Và một số người dân oan dương nội cũng đã bị bắt giữ trong buổi sáng ngày hôm nay. Thì hiện tại chúng tôi đang tôn thủ luật pháp. Chúng tôi đang đứng ở cái nơi mà luật pháp không cấm chúng tôi đứng. Tuy nhiên rằng là lực lượng công an lại lạm dụng quyền lực. Họ đã tùy tiện họ ra, họ xui quân ra để họ xua đuổi chúng tôi. Thì tôi đang cập nhật tại hiện trường này để mọi người theo dõi. Nhiệm vụ của các ông công an là ra mà chống cái bọn cướp ấy, bọn kẻ cướp biển ấy, bọn bắn giết ngư dân Việt Nam ấy, chứ không phải là ở chỗ này. Bao nhiêu ngư dân bị bắn chết ở biển Hoàng Sa, Trường Sa đấy. Nhiệm vụ các ông ra đấy mà chống bọn cướp đi, đấy là mới là bọn tội phạm, bọn xâm lăng. Các ông này chỉ giờ hèn với giặc ác với dân. Mà đếm trên tay này từng từng đây bao nhiêu người dân, mà từng bao nhiêu công an như thế này, cái đàn áp bắt người đấy nào, đông này tôi lên bản đồ tài chính, đóng dấu đỏ vào, người dân chúng tôi đứng đây thay bản chúng tôi cầm giấy chúng tôi đi ngay. Còn nói kiểu không là có cái biển đánh, dừng lên đây, phun nước mạnh lên mà mọi người, đấy thấy chưa, phun nước mà tôi lên. Đúng rồi, các ông cứ công khai truyền thông là đây là phiên tòa kín, không cho ai tham dự. Công khai lên như thế thì chúng tôi chẳng đến. Vi phạm nhân quyền trắng trợn quá. Công khai luôn là xét xử lén lút đi, xét xử kín đi thì chúng tôi chẳng đi. Không công khai, chúng tôi ở nhà riêng, tôi không kẹp ra đây. Nhưng mà cái luật pháp Việt Nam quy định là tòa án là phải xét xử công khai. Bất cứ một người dân nào đều, một người công dân nào đều có quyền được tham dự. Hết. Thì lúc vừa vừa phải ra đây thì lên cách xa hàng trăm cây số mà bốc quá không chịu nổi đâu. Tức nước phải vỡ bỏ. Dân người ta chả có để mà mất. Tức nước phải vỡ bỏ. Ông Nguyễn Hữu Vinh và bà Minh Thúy là người bảo vệ nhân quyền, người bênh vực, người bảo vệ công lý cho người dân, công bắt người ta vô tội như thế.
Các ông bắt người ta vô tội như thế mà các ông lại còn đòi kết án người ta. Đấy là những ông Vinh ấy, trước đây ông còn là sếp của các ông đấy nhá. Ông còn là sếp của các ông đấy, các ông là chỉ là lính thôi. Mà các ông không suy nghĩ, không động não lên. Là một người công an đấy, đại tá công an, người ta quay về với nhân dân, người ta đấu tranh với nhân dân. Bây giờ các ông lại cứ đối đầu với nhân dân là thế nào? Bóp cổ nhân dân. Cái toàn lấy bạo lực ra để đánh nhân dân. Bóp cổ nhân dân. Ngày hôm kia cái phiên tòa của bố mẹ tôi. Ngày hôm kia cái phiên tòa của bố mẹ tôi á, các ông đánh chúng tôi từ sáng đến tối. Công đánh dân chúng tôi từ sáng đến tối. Thằng em trai tôi á, công đánh cho phải đi đây phải băng mắt rồi mà sáng nay công lại bắt tiếp. Hai đứa con đều chết. Nhá, tôi nói có hai vai chứng kiến. Hai đứa con tôi bị chết. Chồng tôi là điều tra xã hội đấy. Chuyên đánh đập nhưng mà người ta coi như là phải tiếp cung để cho nó khai là nó không ăn cắp, nhưng mà phải bắt đánh để nó khai nó ăn cắp. Chồng tôi đấy là em. Anh cứ về điều tra luôn là xét hỏi ở quận Hồng Bàng có đúng là Trịnh Trọng Lư. Công an điều tra xét hỏi thành phố Hải Phòng. Nhá. Tôi nói mà bây giờ chồng tôi phải quay đầu về với dân. Bỏ thẻ ngành bỏ áo hết. Nghĩa là chồng cô là trước đây là công an. Chồng tôi là Trịnh Trọng Lư là công an điều tra xét hỏi đấy, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Nhá. Và tôi đã bị hai đứa con trai đầu tiên của tôi chết. Nhá. Đấy. Nghĩa là chồng cô là trước là công an. Trước là công an. Đã đánh điều công tra. An. Đã đánh vì đánh, là đánh người dân. Xét hỏi là phải đánh phạm nhân để người ta khai tội. À. Bởi vậy phải đấy phải ép cung để nó phải nó khai thành tội tội đấy. Đấy. Thế là bây giờ là chú đừng nghĩ là không là như cô thì cũng chấp nhận cái việc có cái điểm dừng nhá. Ta làm thì có cái điểm dừng thì dân người ta mới quay đầu mình với về mình. Cái quay để dân quay chạy hết đi thì còn nói gì nữa. Không biết chạy vào đâu nữa. Cái hình ảnh công an các ông càng ngày các ông làm xấu đi. Cháu quay cả chạy đi, cánh kẻ chạy lại. Ngăn cản những người dân đang đứng ở trên đường phố. Tôi hôm nay là vì là các chú bảo là chúng ta công khai tôi mới đến đây. Tôi vượt hàng trăm cái phố tôi đến đây. Sếp bảo các bạn công khai tôi đến đây là tôi đã phải đứng ngoài hè ngoài sân với bà con này tôi ngồi. Hôm nay nhá, tôi chưa thấy các ông đánh chúng tôi. Tuy nhiên rằng hôm vừa rồi có mấy ông đánh đều đã ghi hình ảnh hết rồi. Thì chắc chắn là những cái kẻ đấy thì không thoát được tội đâu. Khi cái chế độ này sụp đổ đều sẽ bị nhận những cái bản án thích đáng ở cái chế độ mới. Một cái phiên tòa mà đảm bảo công lý. Còn các ông ấy tốt nhất là các ông đừng bao giờ dùng nắm đấm sắt để chĩa vào mặt nhân dân. Đừng bao giờ đánh đập nhân dân. Bởi vì tất cả nó có trời có đất ấy, quả báo hết ấy. Chế độ này không tồn tại đâu. Các ông là người trong ngành, các ông còn thấu hiểu hơn chúng tôi đấy. Các ông còn hiểu rõ là cái chế độ này nó nguy cơ như thế nào. Các ông theo dõi xem lòng dân, bao nhiêu cái phép tử lòng dân đấy. Nhân dân đã phẫn nộ đến mức mà không còn, chỉ còn một giọt nước tràn ly thôi là sụp đổ hết cả chế độ đấy. Đất nước Việt Nam sẽ trong biển máu đấy. Tại sao các ông lại không tháo gỡ? Các ông không ngăn chặn cái nguy cơ đấy ra? Bầu cử tự do đi. Một số người bạn chúng tôi còn đang đấu tranh để tránh những cái thảm họa đổ máu giữa người dân và chính quyền tới đây. Sẽ bầu những người tài giỏi có không, người dân không bao giờ mong muốn có sự đổ máu, không mong muốn đất nước tang thương, không mong muốn cảnh mà tang tóc chém giết người Việt giữa người Việt. Các ông phải nhìn về đó để mà các ông không thể nghe lệnh cấp trên được. Nhiều thằng cấp trên chạy hết rồi đấy. Bao nhiêu quan chức chạy đi nước ngoài rồi. Bây giờ còn mỗi các ông ở lại thôi. Các ông lương là bạc tháng tháng vài triệu bạc. Đủ nuôi vợ con thôi. Các ông chỉ đủ nuôi vợ con thôi. Tại sao các ông việc gì mà các ông phải hy sinh làm gì? Các ông á, tôi nói với ông nhá. Ông Ngô Anh Tuấn là người bắt tôi. Ông vào trong đồn công an. Nhưng mà ông ấy rất là chia sẻ với gia đình tôi. Ông ấy là rất là một người công an mà tôi đánh giá rất là tốt. Ông ấy vào ông chia sẻ. Ông bảo là chúng tôi có lệnh bắt anh về đây. Nhưng tôi coi anh là như là những người dân. Tôi cũng là dân. Đấy là những cái lời lẽ của công an ấy. Ông cũng là từ dân ra đấy. Việc gì các ông phải đối đầu với nhân dân. Có những cái lệnh đàn áp thì các ông Như ở Đông Âu đấy. Như ở Đông Đức ấy. Cộng sản Đông Đức trước khi sụp đổ các ông biết thế nào không? Lệnh quân đội cho phép nổ súng vào người dân. Nhưng lực lượng quân đội không nổ súng vào người dân mà bắn chạy đi. Người ta sẽ bắn chỉ thiên lên trời. Quân đội người ta không nghe đấy đâu, người ta có bắn đấy. Người ta có nổ súng vào người dân nhưng người ta bắn chạy đạn đi. Người ta không bắn vào người dân đâu. Tại sao con không nhìn những cái đó? Bao nhiêu những cái thông tin, bao nhiêu cái cảnh báo trong lịch sử các ông phải đọc nhiều vào. Phải đọc rất nhiều vào. Mà vào cái trang Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh ấy. Dân người ta ngồi, người ta có làm gì đâu. Vào cái trang Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh ấy. Tôi đi ra ngoài. Cái trang Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh ấy có rất nhiều cái thông tin rất là hay, rất là bổ ích cho ngành công an đấy. Các ông vào đấy mà đọc cái trang Anh Ba Sàm của Nguyễn Hữu Vinh, bao nhiêu cái thông tin bổ ích ở trong đó. Nói nào với nhân dân,
mà khổ quá, các ông đánh dân bao nhiêu trận rồi, có người nào chùn bước chưa? Gia đình nhà tôi á cũng đánh còn suýt mù mắt em trai tôi, đánh rồi bố mẹ tôi cho vào bao tải, nhưng mà có người nào chùn bước trước bạo lực chưa? Người dân Việt Nam á đã chiến thắng bất kể một ngoại giặc ngoại xâm nào, đã vùng lên để chiến đấu không sợ bất kỳ một kẻ thù nào, thì các ông đừng nghĩ rằng bạo lực để mà đe dọa được nhân dân. Có người dân Việt Nam nào sợ đâu? Các ông lại cứ sai lầm khi mà chọn bạo lực đối đầu nhân dân. Bất cứ một cái chế độ nào mà đi ngược lại với quyền và lợi ích của nhân dân thì sẽ sụp đổ thôi. Không, đây là tôi nói những cái lời đấy. Tôi nói những cái lời mà thực tế rằng là tôi cũng mong muốn các ngành công an này hãy là một người bạn của dân, hãy là một cái người mà bảo vệ an ninh trật tự, chống các cái bọn tội phạm hoành hành ấy. Bởi vì hiện nay các băng đảng xã hội đen, mà nhiều băng đảng xã hội đen được bảo kê bởi những quan chức cấp cao đấy. Cái vụ Yên Bái đấy, ông Cường đấy, ông bảo kê cho cả một cái băng đảng xã hội đen ở Yên Bái đấy. Những cái đó mới các ông mới cần phải trấn áp, những cái đấy các ông mới đem lại được sự bình yên cho đất nước và đem lại sự phát triển cho đất nước Việt Nam. Đất nước Việt Nam quá thụt hậu rồi, đến cái thằng Lào nó còn vượt mặt Việt Nam, đổi mới cái gì? Nhưng mà các cậu phải biết đúng sai, có làm cái gì? Nếu bây giờ có một cái điểm cấm ở khu vực này, cho nên bây giờ là có ra bảo khu vực này là khu vực có nhiệm vụ. Đâu, lão kia, 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 không có cái gì cả, xong rồi bảo rằng là tôi chỉ nói mồm, tôi không phải giải thích. Tin làm sao được không? Công nợ thì tôi bao nhiêu rồi? Lão Nguyễn Đức Trung Việt, nợ nhà tôi 30 tỷ kìa. Hứa đi, hứa lại. Muốn là như vậy là còn gặp tôi để giải quyết. 2 năm rồi, lão có giải quyết không? Tin vào lời hứa của công à? Đây, bác đây là bác Nguyễn Tiến Dân. Nguyễn Tiến Dân, bác đây là giáo viên đấy. Bác ấy đào tạo ra bao nhiêu con người đấy. Thậm chí có khi những cái lớp tuổi như các anh cũng có khi cũng là những người bạn của anh, có khi là học trò của bác ấy đấy. Một nhà giáo đấy. Một nhà giáo mà các ông lại không tôn trọng gì cả. Lời đảng và nhà nước, lời đảng và nhà nước lừa tôi, cướp tiền của tôi. Tin làm sao được? Bây giờ chúng tôi không còn niềm tin vào cái đảng của các anh nhá. Và bây giờ cái người mà cao nhất của các anh, chúng tôi cũng chả tin. Lợi mà não thiếu tá mà trưởng phường nói mấy câu chấm phẩy xong rồi bảo tôi tin. Làm sao tôi tin được? Còn thích thì mang ra đây. Còn tất nhiên là còn tốt nhất nhé, ra bảo não như vậy là đi ra chỗ khỏi chỗ của ông dân này đứng đi. Đi ra đi. Tôi chẳng cần đuổi ông về. Sao mình ra đuổi? Thôi đây làm gì? Cứ học cái phần học quân đội Cộng sản Trung Quốc. Đừng để như vậy là sự việc nó căng thẳng rồi. Tự nhiên các cậu đứng đây là cuối cùng là căng thẳng ra. Mọi người đứng đây thì lượn đi cho nó nhanh đi. Đào ơi. Vâng, chị vừa bị bắt đúng không? Không, chị thoát. Con định vồ chị nhưng mà chị thoát được. À đấy. Không, chúng tôi ngồi ở đây không phải ấy đâu.